Xin chào mọi người. Thế là đi xếp được khoảng bao nhiêu cây anh? Xe kia khả năng là sẽ được còn nhiều chỗ hơn xe này. Đấy, nhà mình hôm nay bốc hai xe. Hai xe vừa hoa hồng. Thế rồi, xà của mình đâu rồi? Ông Tuân ông cầm 4 hết xà của mình à? Em đang không tìm cái sạc này các bác ơi. Đang phát live mà điện thoại là báo hết pin. Ở đây đây. Chờ em lát em sạc vào, sau này em phát live cho các bác cho. Rồi. Cầm điện thoại cả ngày có đau tay không? Đặng Cương cho mình xin số điện thoại của bạn. Số điện thoại của em là 0911451210 nha anh nhá. Số điện thoại của em là 0911451210. Nhà em hôm nay bốc hai xe vào miền Nam cho khách. Một xe bạn Tuân, bạn Năng bơ, chị trách nhiệm bạn Năng livestream đấy. Thì là một xe đang bốc hoa hồng. Một xe này nhà em cũng bốc hoa hồng, bốc khéo khéo nhá, không vào cái tán hồng. À xếp nghiêng. Được khoảng bao cây nhỉ? Đếm đi xem được bao cây rồi. Bao nhiêu cây? 6 cây rồi. 7, 8, 9 chắc được hơn chục cây. Có đè được lên nhau không? Đè lên thì nó chặn cành hồng, gãy hết cành hồng. Gửi số điện thoại cho anh nhé. 0911451210. Đấy, số điện thoại em vừa comment ấy. Ghi bình luận luôn. Đây là cây la sầu riêng nha các bạn nhé. Đây là cây la sầu riêng. Cây này là một giống hoàn toàn mới nhá, một giống hoàn toàn mới. Và cái cây này là cái cây nhà em bán là cây to nhất Việt Nam, cây lớn nhất thị trường Việt Nam luôn ạ. Nó là giống na hoàn toàn mới, ở mình gần như là chưa có nhiều người biết đến. Quả của nó nặng từ 8 lạng cho đến 1 cân 2. Và vị của nó rất là đặc biệt nhá, nó ít hạt. Nhiều cùi ít hạt, nó không như nhiều hạt như na mình. Nhiều cùi ít hạt và đặc biệt là nó có mùi hương vị sầu riêng. Nó được gọi là na sầu riêng, là nó hương vị của nó ăn vừa có vị của na vừa có vị thơm của sầu riêng nhá. Dành cho tín đồ, dành cho những bác nào mà thích ăn sầu riêng nhá. Bác nào thích ăn sầu riêng thì có thể trồng cây la sầu riêng này ạ. Cây rất là đẹp luôn. Cây la sầu riêng này nhà em bán lẻ là 2.5 triệu một cây nhá các bác nhá. 2.5 triệu một cây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây này nó cực kỳ khỏe nhá các bác nhá, cực kỳ khỏe. Hàng này em phải bao sống cho mọi người này. Cây là cây đánh bầu đất, bứng từ dưới đất lên. Bứng từ dưới đất lên mà nhà em để trên đây được khoảng 1 tuần rồi. Không có xe để gửi đi, ngày hôm nay mà có xe đánh từ dưới đất lên mà để 1 tuần liền không có xe gửi đi. Cây tuốt lá nhá, mà trong thời gian chờ là lá ra này. Trong thời gian chờ xe này. Đánh lên được 1 tuần rồi, trong thời gian chờ xe để nguyên trên mặt đất không hề dâm mủ, không hề gì cả. Mà lá nó mọc lá non mới này. Bởi vì trong quá trình đánh nhà em tuốt hết cả lá đi. Trong quá trình đánh nhà em tuốt hết cả lá đi nhá. Xong là để trên mặt thôi, để trên mặt đất này thôi. Mà lá non nó đã mọc lên tua tủa như này luôn. Lá non nó mọc luôn tua tủa như này. Và cây này là đây nụ hoa này. Cây này khả năng đậu quả, đậu hoa đậu quả nó dễ hơn cả la ta và dễ hơn cả la thái luôn. Khả năng đậu hoa đậu quả của nó rất là dễ nhá. Đây cây rất là cao, cây cao to luôn mà 3 người khênh luôn. 3 đến 4 người khênh luôn. Mà một cây này em bán giá chỉ có bao nhiêu tiền? Chỉ có 2.5 triệu một cây cho các bác mua lẻ thôi. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Đây là la sầu riêng nhá. Bác nào mà đang ngồi ở máy tính nhá, các bác lên Google các bác tra chữ la sầu riêng cho em.
Bác nào đang ngồi máy tính và các bác cầm hai cái điện thoại, các bác mà chưa biết thông tin về cây la này, các bác đánh chữ la sầu riêng nó ra ra quả nhá. Cái quả la sầu riêng này nó sẽ nặng từ 8 lạng cho đến 1 cân 2. Đấy là cây trung bình đấy ạ, từ 8 lạng đến 1 cân 2 luôn. Quả rất là đặc biệt, là ăn vừa có hương vị của la và vừa có mùi thơm của quả sầu riêng. Vì thế được đặt tên là la sầu riêng nhá. Đây, cây rất là đẹp này. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Các bác nhìn đây là hàng này hàng đã tuốt lá rồi. Hàng này cực kỳ khỏe. Hàng này nhà em cực kỳ khỏe nhá. Nhà em tuốt lá, những các cái lá to là tuốt hết cả đi để chuyển vào trong miền Nam, để đảm bảo cho cây nó không bị trột ý. Nhưng cây nhà em đánh là tuốt hết lá. Mà cái xe là cái cây này bị nhỡ xe nhá. Bị nhỡ xe. Bị nhỡ xe một tuần liền bây giờ mới có xe. Tức là bị nhỡ xe một tuần liền bây giờ mới có xe. Mà đào lá nó để trên là mặt ở trên mặt đất mà không hề dâm ủ, nó đang mọc lá tua tủa lên như này. Đây là các cái lá con này, các bạn nhìn là biết là cái lá con này. Bởi vì hàng lúc đánh cho khách là mình tuốt hết lá, mình tuốt hết lá mà bây giờ nó mọc bao lá con luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 thôi em, 0911451210 ạ. La sầu riêng ấy các bác nhá. La sầu riêng chắc rất là ít người biết đến cây la sầu riêng này. Đấy, cây rất là đẹp. Bây giờ em quay đến một sản phẩm nữa nhá. Có được thêm cây nữa lên không? Vẫn được cây nữa anh ơi. Đúng không? Được hai cây nữa. Đặt được tổng bao cây la trên xe rồi. Thế hai cái nữa là 14 cây à? Đã được 14 cây. Đây này, bây giờ em quay cho các bác một sản phẩm hoàn toàn mới nhá. Một sản phẩm cực kỳ mới luôn mà gần như trên thị trường Việt Nam thì không có. Và chỗ này lại không có điện nhờ để quay. Cây này là cây hồng sô-cô-la các bác nhá. Hồng sô-cô-la. Đấy, hồng sô-cô-la là gì? Hồng sô-cô-la nó có nguồn gốc từ Nhật Bản nhá, Nhật Bổn nhá. Đây ạ. Hàng này là hàng như này cực kỳ đảm bảo luôn. Về các bác không trộn nhá. Không trộn, em trồng bầu quay, em đánh luôn cả cái bầu quay này cho khách. Về không trộn một tí nào luôn. Về các bác chỉ được lên chậu trồng luôn là đến cuối năm mà có hồng sô-cô-la để ăn. Đây nhá. Hồng sô-cô-la, bác nào mà chưa biết cái này, thông tin về cái này, các bác lên Google, các bác đánh chữ hồng sô-cô-la ra cho em. Các bác lên Google, các bác đánh chữ hồng sô-cô-la cho em. Cây hồng này khi quả nó chín thì cái ruột quả nó sẽ màu đen nhá. Ruột quả nó sẽ như cái màu của viên sô-cô-la, nên là được mệnh danh là hồng sô-cô-la. Giá trị của nó rất giàu dinh dưỡng. Một ký quả này nó giá trị hơn 1 triệu 1 kg nhá các bạn nhá. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây loại này là 18 triệu một cây nhá. 18 triệu một cây. Size này size to là 18 triệu nhá. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Hàng này hàng to đấy ạ. Đây, hồng sô-cô-la này. Hồng sô-cô-la. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Quả ăn được nhá, quả ăn được này. Đấy, cây rất là sai quả. Đấy, các bác nhìn đi. Hồng đen, hồng sô-cô-la nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Từ từ đã. Vẫn cho lên là một cây nữa. Được cây nào nữa không? Bên này có một cây con nữa này. Hết rồi.
Tầm này làm việc vì đam mê. Cứ bao cây lên rồi anh Mạnh ơi. Cứ bao cây lên rồi. Em xin phép tắt like tí nhá.